Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bà Giai TV. Lời đầu tiên, Bà Giai xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn trong và ngoài nước luôn luôn dồi dào sức khỏe, vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Kính thưa quý vị và các bạn, trong video này, Bà Giai tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan tới drama Sóng Gió Gia Tộc của cố nghệ sĩ để gửi đến tất cả quý vị và các bạn. Và trước khi đi vào nội dung chính thì Bà Giai cũng xin kính mời tất cả quý vị và các bạn, nếu là lần đầu tiên đến với kênh Bà Giai, cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm quả chuông thông báo để nhận các video sớm nhất từ kênh Bà Giai TV. Bà Giai xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày con gái của cố nghệ sĩ lên mộ của cha mình, vạch rõ âm mưu hiểm ác của bọn Cần Cần. Và nếu như mà phía con gái của cố nghệ sĩ là hậu duệ yêu thương mà đến, thì mới đây đó, phía Cần Cần có nói rằng là bè lũ của họ đó là cái bè lũ vì sự thật mà thôi. Rồi cho hỏi là sự thật dữ hay là chưa? Sự thật mà là không sao kê. Sự thật mà phải nói là cứ lén la lén lút. Sự thật mà cái lúc thu gom vàng, thu gom tiền không dám cho quay lại. Sự thật mà sơ hở ra lại dẫn dắt dư luận bằng những cái điều là vô lý. Sự thật gì mà lại đi kiện con gái của cố nghệ sĩ 6-7 lá đơn, đơn nào cũng bị tòa là bác bỏ cả. Rồi như vậy là thật dữ hay là chưa? Thật dữ rồi ha. Nếu như mà nói thật sự là phía Cần Cần đã ăn chặn tiền phúng điếu, thật sự con gái của cố nghệ sĩ là con ruột của cố nghệ sĩ, những cái sự thật này mới là hợp lý nè. Nói như vậy thì chúng tôi mới tin nhà phe Cần Cần. Còn cái sự thật mà theo cái khái niệm lương lẹo của các người thì ai mà tin cho nổi. Biệt đội của các con Cần Cần nói đúng hơn là cái biệt đội là chống đối cái sự thật. Giống như là cái câu chuyện ADN của con gái của cố nghệ sĩ, đó là một cái sự thật rõ ràng, không thể nào mà thay đổi được. Nhưng mà họ vẫn là cố mà chống đối. Từ xưa cho tới giờ, phía Lê Thị Diệu Bằng rất là nhiệt tình công kích cái sợi dây huyết thống của con gái của cố nghệ sĩ và gia đình họ Võ. Xét theo gia giới cha chú thì ông Thất là cái người con trai duy nhất còn sót lại ở gia đình họ Võ. Cho nên là ông ta nghĩ rằng giọt máu của ông ta là một cái thứ gì đó quý giá trong gia đình. Vâng, tôi chấp nhận cho ông là quý báu ở trong gia đình. Nhưng mà đó là đối với cái bộ khung gia đình gồm là cha mẹ của ông, tức là ông bà nội của con gái cố nghệ sĩ. Bên cạnh đó là các anh chị em của ông mà thôi. Cái gia đình nhà họ Võ hiện tại mà chúng tôi đang bảo vệ đó là gia đình nhỏ của cố nghệ sĩ. Và con gái của cố nghệ sĩ, mái nhà đang che chở cho những cái giọt máu con cháu thật sự của nhà họ Võ. Đó là ai? Đó là con gái của ông và con trai của anh Tư và con gái cố nghệ sĩ. Ba anh em, ba giọt máu, cháu ruột thịt, cháu chú, cháu bác. Người ta đùm bọc và bảo vệ danh dự cho gia tộc. Còn ông Thất thì sao? Ông thân là chú của người ta mà ông làm được cái gì cho cha, cho mẹ và cho các anh, các chị của ông hay là chưa? À có chứ. Ông làm cho chị của ông là bà Lục làm một cái con cờ hó trung thành phò tá cho bà ta để mà chiếm toàn bộ tài sản của anh của mình. Rồi sau đó hai chị em chia chác với nhau đúng hay là không? Em trai dù có hiếu với chị gái nhưng mà cũng không đồng nghĩa là có hiếu đối với cái gia đình dòng tộc đâu nha. Bởi vì cái hành vi của chị gái của ông đó là phá nhà, phá cửa, phá danh dự của họ tộc tổ tiên. Cái nhà từ đường của gia đình mà còn bán đi được thì không xứng đáng là gọi là người gia đình họ Võ đâu. Thường thường đó, người ta nói là giàu út ăn, nghèo út chịu. Ông Thất nên là cảm ơn chị Lục của mình bởi mỗi cái căn nhà từ đường của cha của mẹ để lại. Mà bà chị của ông cũng nhẹ nhàng tặng không biếu không cho ngân hàng phát mãi đâu chứ. Mà nghe đâu đó là vì trai cho nên là bị mất cái căn nhà từ đường như vậy. Chị gái vì trai bán mất cái căn nhà từ đường. Còn em trai vì gái mà là từ mặt con, từ mặt cháu. Đúng là phải nói là phiên bản chị em thực tế ngoài xã hội. Út trai, út gái của gia đình nhà họ Võ làm mất mặt cả từ đường. Đã như vậy, còn không biết hối cải mà còn là nghe theo cái lời xúi dục của con nhỏ cháu gái khác họ. Cho nên giờ đó, phải nói là đi tới đầu quê tới đó.
Người mà càng xét nghiệm ADN hiện tại đó là ông Thất và bà Lục. Hãy đi xét xem có phải là ruột thịt với là cố nghệ sĩ hay là không. Có phải là em ruột của anh Năm của mình hay là không. Sao mà sống mà là trái đạo đức vô phép với cái dòng tộc như vậy. Tiếp theo đó là Lê Thị Di Bằng. Hãy coi đi xét nghiệm với một là ông nghệ sĩ gì đó, hai là ông Sạc, xem đâu là cội nguồn của mình. Bên cạnh đó thì ông Thất nên đi xét nghiệm với cái thằng tiểu Hàn Quốc để mà xem có phải là con ruột hay là không. Để sau này đó ông chết đi còn có người gánh nợ giùm, chứ không chết rồi đó, một cái quan tài còn không có để mà nằm. Cho nằm chiếu manh xương gió ở nơi nghĩa địa thì phải nói là lại khổ nữa. Cái chuyện ADN và kết quả xét nghiệm của ca sĩ Nguyên Vũ, chúng tôi cũng đã nói nhiều lần rồi. Đây là một cái việc làm là không nằm trong cái vụ kiện, vì không cần phải xét nghiệm ADN thì con gái của cố nghệ sĩ vẫn thắng đậm tại phiên tòa sắp tới. Vì đơn giản đối với pháp luật đó, con gái của cố nghệ sĩ đã có đầy đủ bằng chứng rồi, không cần phải là chứng minh bằng đi xét nghiệm cả. Xét nghiệm ở đây đó là để tán vô mặt những cái kẻ thích chống đối và thích đánh tráo khái niệm thân phận ruột thịt. Bởi một khi con gái của cố nghệ sĩ không phải là con của cố nghệ sĩ đó, thì cái bọ cần cần sẽ có tất cả. Và ngược lại, nếu mà con gái của cố nghệ sĩ là con ruột, hợp pháp trên pháp lý thì họ sẽ là mất tất cả. Quan trọng hơn là họ sẽ ngồi tù bởi vì cái hành vi lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản. Cái bản án lương tâm lẫn cái bản án là công lý mà chính Lê Thị Di Bằng phải nhận sau này chắc chắn sẽ là một cái sự là sợ hãi của Lê Thị Di Bằng. Nhưng đây lại là cái sự ngóng đợi của cộng đồng mạng, đợi mà cái ngày Lê Thị Di Bằng bị trừng phạt. Và mới đây tại một cái buổi tiệc sinh nhật của con Lê Thị Di Bằng, Lê Thị Di Bằng đã cà khịa con gái của cố nghệ sĩ rằng có người sống 37 năm rồi mới được đi hát. Nói vậy đó mà không biết xem là mình. Con gái của cố nghệ sĩ 37 năm mới được hát, nhưng mà hát một cái là khán giả đón nhận ngay. Đặc biệt là khán giả là còn ngóng chờ thêm những cái bài hát mới của con gái cố nghệ sĩ. Tuy không phải là ca sĩ, nhưng mà cái sự đón nhận của khán giả dành cho con gái của cố nghệ sĩ khiến cho nhiều ca sĩ phải ganh tị. Và dĩ nhiên, Lê Thị Di Bằng nhìn phải nói là thèm chảy nước dão. Thua con gái của cố nghệ sĩ bằng chính cái sở trường của mình, cho nên là Lê Thị Di Bằng rất ghét và ganh tị với con gái cố nghệ sĩ. Nhưng đó là cái sự ghen ghét vô duyên, ghét không có lý do chính đáng. Ghét vì là bởi một cái nguyên nhân khác, mà cái nguyên nhân đó không phải là lỗi của con gái cố nghệ sĩ, lỗi là lỗi ở cái số phận chính Lê Thị Di Bằng. Đẻ ra đã an bài sẵn rồi Lê Thị Di Bằng ạ. Số Lê Thị Di Bằng là con một cái người mẹ cờ bạc, ăn chơi, không biết lo tương lai. Đúng là chúng ta không thể là chọn cái nơi chúng ta sinh ra, nhưng mà chúng ta được phép lựa chọn cái cách mà chúng ta lớn lên mà. Sinh ra là con của bà Lục, nhưng mà Lê Thị Di Bằng cũng là cháu của cậu Năm. Nếu mà Lê Thị Di Bằng biết rèn luyện đạo đức của mình đó, biết sống đúng và tôn trọng pháp luật, không tham lam tiền phúng điếu, không đàn áp con gái của cố nghệ sĩ trong suốt thời gian vừa qua, thì có phải là cái số phận của Lê Thị Di Bằng có khác rồi đúng hay là không? Bị khán giả lên án đến cái mức là tẩy chay cấm sống như hiện tại, bầu xô các nơi không ai dám mời đi hát. Còn bà lỡ có mời đó thì cũng phải là giấu như là mèo giấu phân vậy đó. Cái đống phân là mang tên Lê Thị Di Bằng, ôi phải nói là nó tanh. Đến nỗi nó xuất hiện ở đâu, phải giải tán đến đó. Tanh từ cái nhân cách ở bên trong, đến cái cách thể hiện cá tính ra bên ngoài, đã dơ tận sâu ở trong ý thức thì khó mà thay đổi được. ADN chứng minh con gái của cố nghệ sĩ là con ruột của cậu Năm là đã có. Giấy tờ chứng minh quan hệ cha con ở trên pháp lý của cậu Năm và con gái cũng có. Lê Thị Di Bằng còn có gì để mà chống đối nữa hay là không? Giờ hối hận thì cũng đã không kịp. Và mới đây thì Lê Thị Di Bằng còn có nói rằng là tất cả những cái chuyện xui rủi mà Lê Thị Di Bằng đang nhận chỉ là do tam tai năm tuổi mà thôi. Cho nên là Lê Thị Di Bằng chấp nhận, chờ năm sau rồi trời sẽ sáng trở lại. Nhưng mà Lê Thị Di Bằng lại quên rằng là con gái của cố nghệ sĩ cùng năm sinh với mình. Năm tuổi thì phải là xui chung, sao mà lại là con gái của cố nghệ sĩ là hên quá trời. Còn Lê Thị Di Bằng thì phải nói là xui dữ thần thiên địa vậy. Cái này là nghiệp quật chứ không phải là năm tuổi.
đừng có mà đánh tráo khái niệm luôn những kể cả những cái chuyện học thuật tâm linh như thế này nữa. Sợ ngồi tù rồi riết phát khùng phát điên lên à. Kính thưa quý vị và các bạn, mới đây thì trong một cái buổi tiệc cưới của một cái vị nam YouTuber hai mặt tập đoàn Cần Cần được mời đi ăn cưới, không thiếu một người. Tại đây họ đã đến với cái tâm thế là những cái khách mời đặc biệt, những nghệ sĩ hết thời làm diễn viên cho kênh YouTube của chú rể. Chắc vì lâu rồi không được ai mời đi ăn cưới cho nên là cái bọn Cần Cần này đó quý vị rất là hứng khởi, đặc biệt là Kim Nạo. Nhân cái tiệc cưới được là sum dày với nữ ma đầu Lê Thị Di Bằng, Kim Nạo và Lê Thị Di Bằng đã có cái màn thách thức cộng đồng mạng phải nói là chấn động bằng một cái chiếc nhẫn. Ý muốn nói rằng đó, nhẫn này là của ta chứ không phải là ta ăn cắp của cố nghệ sĩ. Nhưng mà vô tình đã để lộ ra một cái vấn đề cơ bản, từ đó lại có thêm một cái bằng chứng tố cáo cô ta, khiến cho cộng đồng mạng không muốn nghi ngờ cũng phải là nghi ngờ Kim Nạo là kẻ ăn cắp. Và cụ thể là như thế này quý vị ạ. Kính thưa quý vị, trước khi vào vấn đề này thì Ba Giây cũng xin nhắc lại một tí điểm chính về Kim Nạo để cho tất cả quý vị và các bạn nào chưa biết sẽ nắm rõ về cái cô gái vừa xấu mặt vừa xấu nết này. Kim Nạo là một cái người con gái có một trái tim chân thành dành cho cố nghệ sĩ. Cô ta là sẵn sàng ở đợi không công cho cố nghệ sĩ gần hơn là 10 năm. Rồi tới khi mà cố nghệ sĩ qua đời đó thì cái người con gái này còn thủ tiết là thờ cố nghệ sĩ tại nhà của mình. Trong khi đó là cha mẹ của cô ta vẫn là còn sống. Cửu quyền thất tổ của mình thì mình không có thờ, lại là đi thờ cố nghệ sĩ. Một cái người ông chủ không hơn không kém. Giữa là Kim Nạo và cố nghệ sĩ, nếu mà những ai không biết gì về drama này thì sẽ gọi Kim Nạo là một cái câu trợ lý. Còn nếu mà những ai đã hiểu cái vấn đề thì sẽ gọi Kim Nạo là cái con ở đợ ô xin. Ở đợ ô xin không hơn không kém. Nhưng mà Kim Nạo luôn tự xem mình là một cái người rất là quan trọng trong cuộc đời của cố nghệ sĩ. Trong drama này, nhiều khán giả đã nói rằng Kim Nạo đã là yêu thầm cô nghệ sĩ cho nên là mới có cái sự hy sinh đó. Nhưng đó thật sự là yêu thầm cố nghệ sĩ hay là không, hay là tất cả cái sự nhiệt tình đó chỉ là vì cái két sắt và cái số tài sản của cố nghệ sĩ mà thôi. Và sự thật đã là bại lộ. Có một lần là trên tay của Kim Nạo đã đeo cái chiếc nhẫn của cố nghệ sĩ hay đeo. Và nhiều các câu chuyện ăn chặn tiền khác cũng đã bị bại lộ. Như vậy thì nếu nói Kim Nạo ở bên cạnh cố nghệ sĩ đó là vì cái tình cảm thì khó mà tin. Nhưng mà để nói là Kim Nạo ở cạnh cố nghệ sĩ chỉ vì là để ăn trộm, ăn cắp tài sản của ông thì cũng không phải là không có lý do. Nếu như mà Kim Nạo có tình cảm với cố nghệ sĩ, yêu thương cố nghệ sĩ thì chắc chắn là cô ta sẽ là yêu thương luôn con gái của cố nghệ sĩ và sẽ không bao giờ có cái hành động là dọn hết tất cả cái đồ đạc ở trong nhà của cố nghệ sĩ đi để cho con gái của cố nghệ sĩ phải sống trong cái cảnh là thiếu trước hụt sau trong suốt một cái khoảng thời gian dài trước khi Hồng Ni xuất hiện. Nếu thật sự yêu thương cố nghệ sĩ, chắc chắn Kim Nạo phải biết là con gái của cố nghệ sĩ là ai đối với cố nghệ sĩ. Và sự thật là những cái hành vi của Kim Nạo đã bị là cố nghệ sĩ phát hiện ra từ rất lâu. Vì cố nghệ sĩ đã là nghi ngờ Kim Nạo đã được kể lại thông qua cái câu chuyện của Bum. Kính thưa quý vị, nhiều người đã nói rằng Kim Nạo đã xấu mà còn đóng vai ác, răng hô mặt xấu dáng bằng dân dân và dân dân. Nói như thế thì phải nói là quá nặng khi để mà miêu tả một cái người con gái. Nhưng mà trong cái drama này, nếu mà ai đã hiểu ra cái vấn đề thì đều sẽ không ngần ngại kỳ thị nhan sắc của cô gái này. Bởi thật sự cô gái này rất là xứng đáng được bị kỳ thị. Có ai mà tự nhận mình làm không công cho cố nghệ sĩ là suốt mười mấy năm, nhưng mà đến khi bị đuổi ra khỏi nhà đó thì lại gom hết tất cả các cái đồ đạc ở trong nhà đi với câu nói là đồ của con mua, con mang đi. Đi làm thì không công mà vẫn có tiền mua đồ cho chủ. Đúng là phải nói là một cái ô xin vô cùng đặc biệt trong cái thế giới này quý vị ạ. Người xưa cũng có câu, tốt gỗ hơn là tốt nước sơn,
mình xấu ở cái ngoại hình rồi, thì nếu mà mình đẹp ở bên trong cái tâm hồn thì có lẽ là mọi người xung quanh sẽ không ai kỳ thị mình đâu. Nhưng mình vừa xấu bề ngoài mà trong tâm hồn còn xấu gấp đôi thì coi như là mình không còn gì để mà thương tiếc nữa. Trong drama này đó thì Kim Nạo bị tình nghi và hợp tác với bọn Cần Cần ăn cắp những cái tài sản trong cái xác và một số tài sản khác của cố nghệ sĩ. Riêng cá nhân của cô ta thì cái việc ăn cắp tiền của cố nghệ sĩ là một cái hành vi đã rất là rõ ràng. Đó là cô ta là thường xuyên ăn chặn tiền của các khán giả hoặc là các anh em đồng nghiệp tặng cho cố nghệ sĩ. Tiền được là chuyển vào số tài khoản ngân hàng và cái người có quyền quản lý và thao túng được mọi cái số liệu thì không ai khác, đó chính là Kim Nạo. Tiền vô bao nhiêu thì chỉ có mỗi là Kim Nạo là cái người là biết thôi. Và Kim Nạo cũng chưa bao giờ là công khai cái số tiền này ra cũng như là sao kê. Bởi vì xưa giờ chúng ta là không có biết cái vấn đề này. Chỉ sau khi cố nghệ sĩ qua đời đó thì bắt đầu những cái hành vi thối nát cợt cổm của bọn họ mới bị bại lộ. Cho nên là việc Kim Nạo đã cắt xén ăn chặn bao nhiêu thì chỉ có cô ta tự khai ra mà thôi. Chuyện tiền bạc thì khó mà bắt bẻ cô ta. Vì cái chuyện này đã xảy ra là quá lâu, với là khi ấy là không ai để ý tới cái bàn tay dơ bẩn của cô ta. Cho nên là để tìm ra chứng cứ thì phải nói là vô cùng khó và cần khá nhiều thời gian. Nhưng mà cái chuyện về chiếc nhẫn mà Kim Nạo từng đeo ở tại sinh nhật của bà Lục thì lại có bằng chứng để bắt bẻ cô ta. Cái chiếc nhẫn mà Kim Nạo vô tình để bại lộ được xác nhận là từng được cố nghệ sĩ đeo rất là nhiều lần. Nhưng mà khi cố nghệ sĩ qua đời thì cái chiếc nhẫn này không cánh nhưng mà lại vào tay của Kim Nạo. Và sau khi bị phát hiện thì ngày hôm sau Kim Nạo lại chống chế bằng cái cách là chụp và công khai một cái bức ảnh đã từng mua cái chiếc nhẫn này. Nhưng mà chiếc nhẫn và biên lai mua nhẫn mà Kim Nạo công khai lại không phải là cái chiếc nhẫn mà Kim Nạo đã đeo vào tối ngày hôm trước tại sinh nhật của bà Lục Từ Đường. Và cái chiếc nhẫn mà Kim Nạo đeo tại tiệc sinh nhật của bà Lục đó đã chính thức được là Kim Nạo giấu rất là kỹ. Và chắc có thể là sẽ không bao giờ xuất hiện ở trên mạng xã hội một lần nào nữa. Bởi vì đó là cái chiếc nhẫn mà cô ta có thể là ăn cắp, cho nên là cô ta mới sợ bại lộ. Rồi ngày hôm qua tại đám cưới của một cái nam YouTuber hai mặt, Kim Nạo và Lê Thị Di Bằng đã có chụp một cái bức ảnh để mà thách thức cộng đồng mạng. Trên tay của Kim Nạo khi ấy là có đeo cái chiếc nhẫn mà cô ta là từng dùng để mà chống chế với cộng đồng mạng. Và lần này đó thì cô ta để lộ rõ ràng mọi chi tiết của chiếc nhẫn để nhằm nói rằng cái chiếc nhẫn của cô ta và chiếc nhẫn của cố nghệ sĩ là khác nhau. Nhưng mà Kim Nạo mình đã dám thách thức cộng đồng mạng thì mình phải là dám đeo cho đúng cái chiếc nhẫn mà cộng đồng mạng đang nghi ngờ cái chiếc nhẫn cô đã đeo ở trong ngày sinh nhật của bà Lục đó. Chứ hôm nay lại đeo một cái chiếc nhẫn khác vào làm gì rồi lại đi thách thức cộng đồng mạng. Làm vậy ai coi ra gì? Một người bị quan thật thì người ta là luôn có bằng chứng để mà chứng minh cho người khác rằng mình là không có làm việc đó. Còn cái Kim Nạo bị quan đó, Kim Nạo càng chứng minh thì càng chứng tỏ là Kim Nạo đã phạm tội mà thôi. Bởi vì là Kim Nạo có bị quan đâu. Và một ví dụ đơn giản thôi, nếu mà cái hôm sinh nhật của bà Lục đó, cái chiếc nhẫn mà Kim Nạo đeo hôm đó không phải là do Kim Nạo ăn cắp của cố nghệ sĩ, thì mắc cái gì hôm qua không dám đeo lại cái chiếc nhẫn ấy để mà tăng cái độ thách thức hơn. Đằng này thì dùng một cái chiếc nhẫn khác cà khịa được ai? Cái việc là Kim Nạo không dám đeo lại cái chiếc nhẫn bị khán giả tình nghi thì chắc chắn Kim Nạo đã có vấn đề đang che giấu rồi phải không? Mình ngay mình thẳng thì mình có gì phải giấu. Khi nào mà Kim Nạo còn giấu cái chiếc nhẫn kia thì cái ngày đó Kim Nạo vẫn còn bị tình nghi là kẻ ăn cắp. Và tại đám cưới ngày hôm qua của nam YouTuber, cả gia đình của Lê Thị Di Bằng cũng có mặt và còn thể hiện rằng mình là rất giàu có. Dòng vàng thì đeo đỏ người, khác với cái cách thể hiện rằng là mình vô gia cư, nghèo khổ hôm nào. Đừng có nói là do bán bún bò một tháng mà giàu lên như vậy nha. Nếu mà bán ế như vậy mà vẫn giàu lên được đó thì chắc có lẽ là ngày mai này nhiều người chuyển nghề để mà chuyển qua bán bún bò để mà cạnh tranh quá.
Cho đến thời điểm hiện tại thì quý vị và các bạn chắc ai cũng khá nôn nao vì sao mà cái lũ Cền Cền lại chưa bị bắt vì cái tội trộm cắp. Thật sự là hiện tại dư luận xã hội đang rất là phẫn nộ về cái hành vi của bọn Cền Cền này. Nhưng mà để bắt được cái lũ Cền Cền này thì phía con gái của cố nghệ sĩ phải cần có đủ bằng chứng và phải chờ vào cái sự điều tra theo quy trình của cơ quan chức năng thì mới có thể là định tội được nhóm Cền Cền này. Cái chuyện chúng ta cần làm hiện tại đó là hãy ủng hộ cho con gái của cố nghệ sĩ hết mình, chứ đừng quay xe cũng như là năm YouTuber chú rể hôm qua thì được. Bước vào drama này ngay từ đầu là đã ủng hộ con gái của cố nghệ sĩ thì mình cứ thế mà ủng hộ, chứ đừng vì một chút lợi lộc mà quay xe để ủng hộ kẻ bắt lương. Còn về chuyện chiếc nhẫn mà Kim Nạo đã ăn cắp của cố nghệ sĩ đó thì không sớm cũng muộn. Khi mà Lê Thị Di Bạc bị điều tra thì chắc chắn Kim Nạo cũng bị điều tra. Và bên cạnh đó thì hàng loạt những cái di vật khác của cố nghệ sĩ cũng sẽ được là tìm ra mà thôi quý vị ạ. À. Trong đó chắc chắn là cái người con trai nuôi tên là Chậu gì đó của cố nghệ sĩ chắc cũng là bị gọi tên với cái di vật đang tình nghi là chiếc huy chương vàng. Và quý vị và các bạn cứ yên tâm, trong cái câu chuyện là di vật của cố nghệ sĩ đó, đây là một cái vấn đề mà con gái của cố nghệ sĩ đã đau đáu suốt mấy tháng trời. Chắc chắn là con gái của cố nghệ sĩ sẽ không bao giờ để yên cho cái chuyện này. Đụng tới con gái của cố nghệ sĩ thì con gái cố nghệ sĩ có thể là im lặng nhẫn nhịn, chứ đụng tới cố nghệ sĩ đó, cha ruột của con gái cố nghệ sĩ thì cô ấy không bao giờ để yên cho những cái kẻ này tự tung tự tác đâu. Bên cạnh con gái của cố nghệ sĩ còn có Hồng Ni, quý vị và các bạn thì biết rồi đó, Hồng Ni thì không có hiền, rất là mạnh mẽ trong cái việc là kiện tụng. Một là bạn không sai, nếu mà bạn sai thì Hồng Ni sẽ không bao giờ tha cho bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, và bà Giai xin được phép khép lại video này. Và bà Giai cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe hết video này. Bà Giai xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.